1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Hay quá. Cô Thiện ơi, cô năng lượng, năng lượng lên, năng lượng. Chị qua, chị nhảy em thấy không có năng lượng một bãi giày nào hết trơn á. Đó, nhảy nha cô Thiện vậy đó. Vậy nè, nó mới năng đó, lượng mà chị nhảy gì đâu mà vậy nè. Phải nhớ trước, tay chân mình phải linh hoạt lên. Đó, 2, 3 1, 2. Cái gì vậy chị? Cái này là cái mới, cái cũ nhớ rồi. Hai cái tay là phải dày nè. Đó, cô Thiện biết chắc hả? Luôn. Chuyến này con sẽ kiếm cho cô một hot boy để mà nhảy đôi với cô nha. Con sẽ đăng ký cho cô là Dance Spot U90. Đó, đó, dám thi không? Được không? Dạ. Rồi, tập đi. 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Kìa. Đây. Bây giờ xin giới thiệu. Quỳnh nhìn ra không? Nhìn ra không? Quen quen. Thằng An nè. Trời đất ơi, nhỏ xíu, còn đang lớn vậy đó hả? Đó, hai mẹ con bán cà phê ở ngoài Bắc vô xong cái con mới cho ở nhà luôn, xong rồi phụ thời gian cái là đi về ngoài Bắc để mà chăm sóc ông bà. Bữa nay nó lớn mà này khá lắm, thấy thương chưa? Rất thích học nhảy cho nên bữa nay đem vô gửi cho cô giáo Quỳnh luôn. Ô chị hả, đây. Còn nhỏ xíu mà rất thích học nhảy vậy? Vậy là còn đây, ở cùng một cái xóm với chị đó. Trời ơi, bởi vậy con rất mau lớn ấy, mình mau già chị thấy không? Già gì? Được rồi, cô Quỳnh sẽ dạy đây rồi. Móc bây giờ đứa gửi cả hai đứa cho Quỳnh luôn. Bây giờ có thêm hai học viên mới, chúng ta học lại từ đầu rồi. Tập từ sáng giờ bệnh chết đổ mồ hôi, giờ trở lại từ đầu. Đầu tiên là chúng ta phải làm gì? Giải phóng hình thể à. Chúng ta chỉ một cái tư thế hai tay hai chân luôn luôn lúc nào cũng lỏng đó, thả lỏng ra và đứng trước cái tư thế giống như là đầu Sài Gòn mà mong Chợ Lớn đó. Vậy mới đẹp nè. Đứng cái tướng hình chữ S vậy nè đó, đó. Dẹp phải không? Dẹp phải không? Đó, 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 đó. Tụi con cũng đứng như cô nè. Đó, cái thế vậy nha. Rồi, bắt đầu chúng ta làm gì? Chúng ta với một cái tư thế 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta làm gì? Đó là giải phóng hình thể để khi chúng ta bước nhảy cha 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 nó đẹp hơn. Đó, 2, 3, 4, làm đi, 6, đó, làm đi, 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 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nó cha cha cha. Mà ni lấy chồng già già. Cha cha cha. Mà ni lấy chồng già già. Thấy chưa? Ba cha cha. Na ni lấy chồng già già. Cha cha cha. Mà ni lấy chồng già già. Thấy chưa? Thấy chưa? Ủa chị Hoa, sao chị không tới? Hôm nay cái quán của chị có sự kiện hả? Thôi được rồi, được rồi. Nghỉ đi ha. Hôm khác chị tới, tôi sẽ tập lại cho chị ha. Rồi. Được rồi, được rồi. Sao? Hôm qua chị không tới được hả? Bữa nay quán của chị có sự kiện cho nên đến tập không có được. Bà bỏ tập hôm nay là một tuần lễ rồi đó. Tôi biết rồi. Nghe đồn á, bà có thằng cha nhà Giang đi theo, đang đi theo. Giết gì cuộc đời của bà mới ở nhà nữa chứ. Vậy hả? Thôi vậy cũng mừng cho chị ha. Thôi vậy mình tập hen. Dạ khoan nha, đợi hai đứa nhỏ tới tập luôn chị nha. Ồ, hai đứa nhỏ à? Hình như tôi thấy hai đứa nhỏ nó học miễn cưỡng lắm. Nó học là chắc là theo ép buộc gì đó chứ nó không thích. Dạ. Con nít bây giờ nó thích cái gì mà hiện đại hơn chứ còn nó không khoái ba cái cha rà của mấy ông già bà già đâu. Tôi nói chị buồn hả? Dạ. Dạ không. Cái mặt em vẫn vui nè chị. Vui vui lắm. Em nghĩ là mỗi một người đều có sở thích, nếu họ không thích vậy thôi. Em sẽ chỉ dạy những người mà họ thích. Đó, như vậy mới vui phải không chị? Bây giờ tôi hỏi thiệt nha. Dạ. Nhưng tôi thấy cái chỗ tập nhảy của mình đó, người nó ít dần. Ví dụ như còn một người thì chị có dạy không? Dạ dạy chứ chị. Phương châm của em cho dù không ai tới lớp em vẫn đứng nhảy một mình, huống chi là có chị ở đây. Dạy nha. Em vẫn dạy bình thường. Tập đi. Tập liền. Ừ. Hôm nay nhảy bài mới nha. Sao. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ủa? Trời ơi, Hồng trời đến đông quá chị. Ừ. Trời ơi. Chào
con quay lại đăng ký học tiếp ạ. Ok là thế à? Tụi con thích bộ môn này. Chị ơi, vậy là có tiến bộ rồi, chị có tiến bộ rồi. Mừng quá. Rồi bây giờ tới giờ học rồi nha. Để cô coi coi hôm trước là hai con biết rồi. Bây giờ nè con, con ra đứng đây. Đầu tiên, bắt đầu cái môn khiêu vũ này chúng ta phải giải phóng hình thể. Bước chân phải lên, sau đó ngực chúng ta ưỡn ra, con mở rộng vai ra. Vậy nè, nó cho dẻo lên con. Sao mà cứng quá vậy biết nữa. Đây nè, mở rộng ra. Như lộn lớn rồi chị. Đó, đó, mình chịu mà làm gì nè đó. Làm đi cô em, làm đó. Chào cả lớp. Chờ xin lỗi vì hôm nay là cô tới trễ. Nhưng mà chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục học bài buổi trước ha. Ai vô lễ vậy? Vô đang dạy mà la ông trùm vậy. Ủa, chị là học viên mới hả? Học viên cái gì? Tôi là giáo viên ở đây chứ học viên cái gì? Đâu có, em là giáo viên học lớp trẻ hiện đại ở đây. Thôi nào. Không tin chị hỏi mọi người đi. Không. Tôi dạy ở đây lúc 10 giờ. Em cũng được đẩy lúc 10 giờ luôn. Ủa sao kỳ vậy? Tôi dạy đây nửa năm rồi vào khung giờ 10 giờ. Em nghĩ là chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi đó. Em nghĩ chắc là chị lầm. Không, chị không có lầm. Em mới lầm. Em lộn đó. Không, em này mà. Thôi đừng tranh cãi nữa. Tốt hơn là để chị hỏi. À, tất cả học viên ở đây ai mà học bộ môn khiêu vũ cha 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 của cô thì giơ tay lên. Ủa sao có mình chị vậy? Con học hai môn là... Học hai môn hả? Em nói là chị làm rồi mà. Cái gì? Em đổi chị xuống dạy vào lúc 12 giờ. Trời ơi, cái giờ đó là giờ đứng bóng. Cái giờ người ta đi ăn cơm, người ta nghỉ ngơi rồi. Dạy ai mà học nữa. Hỗ trợ giùm chị đi. Nè, alo. Nói chuyện nè. Làm sao vậy? Trời ơi mọi người, sao ngay lúc đầu không nói cho cô biết là cổ dạy luật lớp? Thì em cũng tính nói, nhưng mà thấy cổ cũng nhiệt huyết với lại thấy cổ nhảy cũng vui. Giờ không biết sao nữa kia kìa. Đừng có buồn nữa. Tôi nói cho cô biết nha, bình thường tôi ăn cơm trưa rất là trễ. Bây giờ tôi đổi lại tôi ăn 10 giờ, để 12 giờ, 12 giờ tôi đi học đó. Em cảm ơn chị. Nhưng mà chắc có lẽ em không dạy ở đây nữa đâu chị. Hả? Có mình chị học à, em không có đủ tiền trả cái chỗ này. Tôi nói thiệt cô, không dạy là tôi buồn lắm nữa nha. Ai nói chị em không dạy? Mới nói thiệt nè. Em dời cái lớp mình ra công viên để tập thôi. Cái gì? Ra công viên vậy? Hay đó nha. Ra công viên là nó thoáng, nó mát, bọc ai làm phiền mình nó tới hết trời đó. Trời ơi, thấy được hay ra. Chị ơi. Chị ơi, em cái gì rồi muốn tới tới kiếm chuyện gì nữa đấy? Hả? Dạ. Người ta không được dạy 10 giờ, ta đi giờ lên lúc 12 giờ rồi. Rồi bây giờ tới muốn giật lại phải không? Chị em cái gì? À, xin lỗi cô nha. Hôm nay tôi đã chen vào cái lớp của cô. Dạ không, em cũng xin lỗi chị với sự cố của lớp mình ngày hôm nay. Mà ý em ra đây á là có chuyện muốn hỏi chị cái này một chút xíu. Thôi hỏi cái gì? Tôi nói cho cô biết nha. Tụi tôi đã mướn được một cái chỗ dạy tốt hơn, tốt rẻ hơn ở đây nhiều. Là chị không có dạy ở đây nữa hả? Không. Trời ơi, vậy thì tiếc quá à. Mấy bạn học viên của lớp em á nói học môn của chị á thấy cũng vui vui hay hay. Nên em tính là kết hợp giữa bộ môn của chị với lại bộ môn của em. Hai chị em mình sẽ cùng đứng lớp dạy được không chị? Được không? Chị thiết. Lớp ơi, bữa nay ha, tiết học chúng ta có một chút thay đổi. Và theo yêu cầu của tất cả mọi người thì Min đã có mời thêm cô Quỳnh quay trở lại để cùng dạy nhảy chúng ta. Ta-da! Xin mời cô Quỳnh. Cảm ơn cô Min rất là nhiều. Cô Quỳnh cũng rất cảm ơn mọi người đã yêu quý cô Quỳnh, mời cô Quỳnh trở lại lớp. Thì cô Quỳnh mới nghĩ ra một cái sáng kiến là để theo lời yêu cầu của cô Min thì cô Quỳnh sẽ chuyển sang cái điệu cha 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 kết hợp cùng với hip hop cho cái điệu nhảy của mình nó tươi mới và thanh xuân thêm. Mọi người đồng ý không? Cô Quỳnh còn tôi sao vô lớp luôn chị, được không? Được. Ủa cô Hiền, hả? Cô chắc chắn là theo lớp của con vậy? Chị hip hop hả? Dạ đúng rồi, động tác nhảy cực rất là dữ dội vậy. Dữ chứ, tôi dữ hơn mấy người kia đó, thấy chưa? Mình vô luôn rồi. À, tôi cho cô Min bắt đầu đi nha. Rồi, lớp rồi, sắp hè đi nè mọi người. Xem 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 2, 2, 3, 4, 5
1 2 3 3 4 5 4 4 3 4 5. Rồi mình dàn ngang đi ha. 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5.